Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hụt mất sự vinh hiển của Chúa, chỉ vì tội lỗi của tổ phụ đã lan truyền đến chúng con. Nhưng chúng con muốn sống trong sự sống mới mà Đức Chúa Giêsu Christ đã đến để phục hồi lại cho chúng con. Nguyện xin Chúa ban ơn để đời sống của chúng con sẽ được lên cao đúng theo mức độ mà Chúa Ngài đã định. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con phó dân trì và còn lại cảm ơn của Chúa, tạ ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hallelujah. Ngợi khen Chúa, chúng tôi một lần nữa khuyến khích anh chị em tiếp tục cảm tạ Chúa cho những việc Chúa làm. Biết ơn Chúa vì chúng ta cầu xin Chúa đáp lời, chúng ta mơ ước và Đức Thánh Linh Ngài đã hành động làm việc để chúng ta có thể không còn mơ ước nữa, nhưng cuộc đời của chúng ta sống đúng theo như điều Chúa Ngài đã định. Thì khuyến khích anh chị em, những ai trải nghiệm được việc Chúa làm trên đời sống của mình, hãy mạnh mẽ ở dòng bình luận làm chứng lại, bày tỏ lòng biết ơn và lời cảm tạ của mình. Đây là một trong những điều mà tôi tin rằng đặc thù của buổi học Kinh Thánh của chúng ta. Chúng ta đứng lên và chúng ta làm chứng lại điều Chúa Ngài làm. Tôi tin rằng điều đó chúng ta sẽ kích lệ nhau. Vì thấy rằng chúng ta cầu nguyện không phải là cầu mai, nhưng mà lời cầu nguyện của chúng ta, đời sống của chúng ta đúng theo như kế hoạch của Chúa, và chúng ta cầu nguyện dựa trên những điều Chúa hứa, và chúng ta lấy đức tin chúng ta cầu xin, thì Chúa luôn đáp lời cầu nguyện. Nguyện xin Chúa Ngài ban ơn để những lời làm chứng, những lời cảm tạ, chúng ta sẽ cùng nhau động viên kích lệ nhau để chúng ta tấn tới trong ơn của Chúa là như vậy. Cho nên hãy mạnh mẽ làm chứng lại ở trong ơn của Chúa. Tối hôm nay tôi mời anh chị em chúng ta sẽ cùng học một bài học mà đối với tôi đây là một trong những chìa khóa quan trọng để chúng ta có thể bước lên cao hơn. Và tôi xin đặt tên cho bài học này, đó là chiều cao mới. Có một câu chuyện ngụ ngôn được kể về một con đại bàng tưởng là mình là một con gà. Khi mà đại bàng còn rất nhỏ thì nó rơi ra khỏi tổ của nó. Và may mắn nó rơi xuống đất một cách an toàn, không thương tích. Và có một người nuôi gà tìm thấy con đại bàng này, mang nó về trang trại và nuôi nó ở giữa những con gà khác ở trong trang trại của mình. Đại bàng lớn lên và nó hành xử, nó hành động như những con gà khác, sống như một con gà và tin rằng mình là một con gà. Nhưng mà một nhà thiên nhiên học nghe nói về con đại bàng này thì ông đã tìm đến trang trại để chứng kiến và xác nhận điều mình đã nghe đồn có đúng sự thật hay không. Vì anh ta biết rằng một con đại bàng nó là vua của bầu trời. Và anh rất là ngạc nhiên khi thấy con đại bàng sải bước xung quanh chuồng gà, mổ thóc và hành động như một con gà. Người nông dân giải thích với nhà tự nhiên học này rằng con chim đại bàng này không còn là đại bàng nữa. Nó bây giờ là một con gà bởi vì nó đã được huấn luyện để trở thành một con gà và nó cũng tin rằng nó là một con gà. Nhà thiên nhiên học biết rằng có nhiều điều ở loài chim vĩ đại này hơn là nó đang hành động ở trong lúc này. Cho thấy nó đang sống không đúng theo như bản chất của nó. Bản chất của con gà không thể nào có thể thể hiện trong một con đại bàng được. Nó sinh ra là một con đại bàng, có một cái trái tim của một con đại bàng và không gì có thể thay đổi được điều đó. Và người đàn ông này đã xin người nông dân cho mình có cơ hội để giúp đỡ cho con đại bàng này. Và anh đã đến nâng con đại bàng lên hàng rào chung quanh chuồng gà và nói: đại bàng ơi, ngươi là chim đại bàng, hãy dương đôi cánh của mình ra và bay đi. Thế là con đại bàng khẽ nhúc nhích chỉ để nhìn lại người đàn ông, sau đó nhìn xuống nhà của mình trong số những con gà ở trong chuồng gà, nơi mà nó đã sinh sống một cách thoải mái. Nó nhảy ra khỏi hàng rào và tiếp tục làm những gì con gà làm. Người nông dân rất hài lòng và nói rằng: tôi đã nói với bạn, nó là một con gà mà. Nhà thiên nhiên học quay lại vào ngày hôm sau và cố gắng thuyết phục nhà nông này cho ông có cơ hội để giúp đỡ cho con chim đại bàng này, vì nó đã được sanh ra cho một điều gì đó vĩ đại hơn, lớn hơn. Ông ta ẵm con đại bàng lên đầu trang trại và nói với nó: đại bàng, ngươi là con chim đại bàng, ngươi thuộc về bầu trời chứ không thuộc về đất này. Hãy tung cánh ra, hãy chắp cánh và bay đi.
Con chim đại bàng nhìn người đàn ông rồi lại đi xuống chuồng gà. Nó nhảy từ cánh tay của người đàn ông này lên mái nhà của trang trại. Để biết đại bàng thực sự là gì, nhà thiên nhiên học đã hỏi người nông dân để cho anh ta thử thêm một lần nữa. Và anh ấy trở lại trong ngày hôm sau để chứng minh rằng con chim này là một con đại bàng. Người nông dân thuyết phục anh trở lại. Tôi đã nói rồi mà, nó tin mình là một con gà. Nhà thiên nhiên học trở lại trại gà sáng hôm sau, mang con đại bàng cùng người nông dân đến ở một chân núi cao. Lúc đó họ không thấy được trang trại cũng như chuồng gà từ khung cảnh mới này. Và người đàn ông ẵm con đại bàng trên tay, chỉ lên bầu trời đang có ánh sáng mặt trời đang dậy gọi ở trên. Anh nói, đại bàng, ngươi là đại bàng, ngươi thuộc về bầu trời và không thuộc về trái đất. Hãy vươn đôi cánh ra mà bay đi. Lúc ấy đại bàng nhìn chằm chằm lên bầu trời với ánh sáng rực rỡ, và mắt của nó nhìn thẳng vào ánh sáng của mặt trời. Nó bắt đầu vươn đôi cánh khổng lồ của mình. Đôi cánh của nó di chuyển, ban đầu chậm rồi mỗi lúc một chắc chắn và mạnh mẽ hơn. Rồi với tiếng kêu dũng mãnh của một con đại bàng, nó đã tung cánh và bay. Anh chị em, câu chuyện này có nhiều ý nghĩa mà chúng ta có thể rút tỉa được. Trong cuộc sống hàng ngày, sống ở giữa thế gian tội lỗi này và môi trường sống của chúng ta, chúng ta rất dễ để học và sinh hoạt như những người khác. Nhưng chúng ta đã được Chúa ngày dựng nên cho những việc lớn hơn, cho nhiều hơn. Cho nên tôi khuyến khích anh chị em hãy để Chúa Ngài khích lệ và giúp đỡ để chúng ta sẽ sống đúng theo bản chất mà Chúa Ngài đã dựng nên chúng ta. Chúa dựng nên chúng ta giống như Ngài. Chúa dựng nên chúng ta theo ảnh tượng của Ngài. Nhưng lời của Chúa cho chúng ta biết rằng Ngài tiếc cho dân sự của Chúa. Ở trong Thi Thiên 82 câu 6 đến câu 8, lời của Chúa ghi lại cho chúng ta như thế này. Ta đã nói, các ngươi là thần, hết thảy đều là con trai của Đấng Chí Cao. Dầu vậy các ngươi sẽ chết như loài người, sa ngã như một quan trưởng. Hỡi Đức Chúa Trời, hãy trỗi dậy, đoán xét thế gian, vì Chúa sẽ được muôn dân làm cơ nghiệp. Anh chị em thân mến, tôi chọn thái độ không bao giờ xem cuộc sống trung bình là điều phải chấp nhận. Vì vậy là chúng ta không tin những gì Chúa nói, cho nên chúng ta chọn sống theo như lời của Chúa, danh phận cũng như bản chất mà Đức Chúa Trời Ngài đã có ý định khi Ngài dựng nên loài người chúng ta. Đúng, tội lỗi của tổ phụ của Adam đã đem lại một cái hậu quả là chúng ta phạm tội như những người khác. Vì mọi người đều đã phạm tội, hụt mất sự vinh hiển của Chúa. Đó là tình trạng của chúng ta trước khi chúng ta được cứu. Chúng ta bị hụt mất sự vinh hiển. Nhưng cảm ơn Chúa, Chúa Giêsu đến và Ngài đã giải quyết tội lỗi trong đời sống của chúng ta. Rồi Thánh Linh của Chúa đã đến tái sanh chúng ta và ban cho chúng ta một bản chất mới. Một bản chất được phục hồi theo như chương trình nguyên thủy của Đức Chúa Trời. Và chúng ta cần tấn tới và sống đúng theo như kế hoạch của Chúa và sự ban phước của Chúa. Còn bằng không thì chúng ta sẽ không khác gì với những người xung quanh của chúng ta. Cho nên tôi khuyến khích anh chị em ở trong những ngày qua và ở trong những ngày của đại hội, chúng ta hãy đón nhận, chúng ta hãy vùng dậy và để Chúa Ngài chiếu sáng trên cuộc đời của chúng ta và khiến cho chúng ta sống đúng theo những ý định của Chúa cho cuộc đời của chúng ta. Đừng chấp nhận lối sống trung bình nữa, nhưng mà hãy trỗi cao, hãy lên chỗ cao hơn theo những ý định mà Chúa Ngài đã cho mỗi đời sống của chúng ta. Tôi tin rằng Chúa muốn chúng ta sống một sự sống cao hơn là trung bình, cao hơn là tình trạng hiện tại. Chúa Ngài muốn cất nhắc chúng ta, Ngài muốn sử dụng chúng ta cho những công việc lớn hơn. Chúa luôn gọi chúng ta vào những điều lớn hơn, những điều cao hơn. Ngài bảo chúng ta hãy cầu xin thì Chúa Ngài sẽ cho chúng ta để chúng ta được nhiều hơn. Jeremy 33 câu 3, câu Kinh Thánh rất quen thuộc. Và chúng ta thấy rằng nhiều khi chúng ta nghe câu Kinh Thánh này chúng ta quên đi. Đó là có cái điều kiện và lời hứa của Chúa thật là lớn lao cặp theo ở trong câu Kinh Thánh này. Chúa bảo hãy kêu cầu ta, phần của Chúa ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Cảm ơn Chúa, chúng ta được lời hứa quý báu này. Tôi vẫn bước đi trong thái độ là Chúa cho con đã sống trên đất này một thời gian cũng khá dài, con đã thấy rất nhiều điều. Nhưng mà dựa trên lời hứa của Chúa, dựa trên những gì Chúa Ngài đã định, đó là khi con kêu cầu thì Chúa Ngài sẽ đáp lời và Ngài sẽ tỏ ra
Những việc lớn và khó là những việc mà con chưa từng biết. Và vùng đất mà chúng ta chưa từng biết, anh chị em, là vùng đất mà Chúa muốn chúng ta bước vào. Vì trong Chúa, sự phong phú, quyền năng của Ngài, Ngài luôn luôn có cái chương trình kế hoạch để nâng chúng ta lên cao hơn. Vì một khi chúng ta được Chúa Ngài ban phước một cách mạnh mẽ và đầy dẫy, khi chúng ta được Chúa Ngài sức dầu cho chúng ta trong một mức độ cao hơn, khi Chúa Ngài ban ơn và thẩm quyền thuộc linh của chúng ta được lên cao, thì chúng ta sẽ lợi ích vô cùng cho những người lân cận chúng ta, những người có nhu cầu. Và Chúa, Ngài có thể sử dụng chúng ta để đem lại phước hạnh cho họ. Cảm ơn Chúa, trong hai Chủ nhật vừa qua, Chúa cho có những người có nhu cầu đến nhóm với Hội Thánh. Và anh chị em đã thấy thế nào Đức Chúa Trời Ngài đã thi thố quyền năng chữa lành, sự phục hồi của Chúa, khiến cho những người có nhu cầu, đời sống đang đau khổ, được Chúa Ngài can thiệp vào qua sự phục vụ của Hội Thánh của Chúa, qua chức vụ của chúng tôi. Và cảm ơn Chúa, sau khi người ta được chữa lành, sau khi người ta được kinh nghiệm Chúa một cách rất hiển thực trong đời sống của mình, thì họ đã ngay trong giây phút đó mở lòng ra tiếp nhận Đức Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa đời sống của mình. Có những trường hợp họ đã điều chỉnh đức tin của mình vì là những người công giáo, theo công giáo La Mã. Và tôi khuyến khích là hãy đặt lòng tin vào Chúa Jesus Christ để nhận sự cứu rỗi của Ngài. Không phải các thánh, không phải giáo hội, không phải bí tích của giáo hội. Vì lời của Chúa không bao giờ cho chúng ta phải đi theo những tiêu chuẩn đó để chúng ta được cứu, được biến đổi. Mà bởi huyết của Đức Chúa Jesus Christ, chúng ta được cứu bởi huyết của Chúa. Chúng ta được đổi mới bởi quyền năng của Chúa để rồi chúng ta có thể trở lại được dự phần và bổn tánh của Đức Chúa Trời. Và cảm ơn Chúa, khi những người có nhu cầu này đến, thì Chúa cho để chúng ta có ơn của Chúa để chúng ta có thể đi vào trong sự phục vụ một cách nhanh chóng, đem lại kết quả một cách hết sức là lạ lùng. Anh xem thử hình dung, nếu những người có nhu cầu họ đến với Hội Thánh mà chúng ta không có gì để cho, bởi vì chúng ta chấp nhận thân phận là đi với Chúa và chúng ta ráng cố gắng giữ đức tin của mình trung tín cho đến chết, rồi chúng ta ngồi vào trong các hàng ghế của nhà thờ và chúng ta cứ ở trong tình trạng đó, thì không ai được giúp đỡ. Nhưng Chúa Ngài muốn chúng ta được trang bị để chúng ta có thể sẵn sàng được đưa vào sử dụng. Và đó là lý do tại sao chúng ta cứ tiến vào và chúng ta cứ đeo đuổi Chúa, đeo đuổi Đức Chúa Trời. Như lời của Chúa bảo, hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho và ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc mà ngươi chưa từng biết. Cảm ơn Chúa. Đức Chúa Giêsu cũng muốn mang chúng ta lên cao hơn. Và Chúa Ngài hé mở cho chúng ta về một mức độ thẩm quyền mà Chúa Ngài ban cho chúng ta. Trong Ma-thi-ơ chương 16 câu số 19, Chúa dạy, ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi. Hãy điều gì mà ngươi buộc dưới đất thì cũng sẽ buộc ở trên trời. Và điều gì mà ngươi mở dưới đất thì cũng sẽ mở trên trời. Ở đây chúng ta thấy có một sự can thiệp, có một sự yểm trợ hết sức là lớn lao của Đức Chúa Trời cho công việc của vương quốc của Ngài. Chúng ta, những gì chúng ta buộc ở dưới đất này thì cũng sẽ được buộc ở trên trời. Và những gì chúng ta mở dưới đất này thì Chúa Ngài cũng sẽ mở trên trời. Và Đức Chúa Giêsu đã đặt một tiêu chuẩn rất cao về sự cầu nguyện, để chúng ta có thể thấy được rằng bởi sự cầu nguyện, Chúa Ngài sẽ gia ơn. Bởi sự cầu nguyện và những điều mà chúng ta học trong buổi tối hôm nay, thì sự sáng của Chúa sẽ chiếu rọi trên đời sống của chúng ta, hầu chúng ta có thể vùng dậy và chúng ta tỏa sáng ra là như vậy. Điều thứ nhất mà tôi mời anh chị em chúng ta cùng suy nghĩ, đó là chúng ta chọn lối sống hơn trung bình. Đây là điều mà tôi tin rằng lời của Chúa bày tỏ cho chúng ta suốt ở trong Kinh Thánh. Chúng ta không thể an phận và nói rằng chắc đó là tất cả những gì Chúa đã dành cho cuộc đời của tôi rồi. Không, chị em, trong Chúa, mỗi một ngày chúng ta phải tấn tới. Vì Đức Chúa Trời Ngài sắm sẵn những điều mắt chưa hề nghe, thấy tai chưa hề nghe. Chúa Ngài sắm sẵn cho những người mà Chúa chọn. Cho nên chúng ta biết rằng còn rất là nhiều điều ở trong Chúa mà chúng ta có thể kinh nghiệm được trong ơn của Ngài. Giabê là một con người xuất chúng. Kinh Thánh không nói nhiều về ông. Chỉ ở trong Sự Ký thứ nhất, chương 4 từ câu 9 cho đến câu số 10. Trong hai câu Kinh Thánh này nói về ông. Mà xin chúng ta cùng suy nghĩ ở giữa cái bối cảnh của hai câu Kinh Thánh này. Ở trong Sự Ký thứ nhất, chương 4 cho đến chương 8, thì các chương Kinh Thánh này nhắc đến tên của người này đến người khác. Và những con người này được nhắc tên theo một cái cách tương tự như nhau. Ông này sanh ra người kia, và chúng ta thấy rồi con cháu của họ, rồi chúng ta thấy được nhắc đến ngay ở giữa 600 tên của những người
lời của Đức Chúa Trời đặc biệt nhắc đến một con người. Ông hơn là trung bình. Trong 600 người, 600 tên được nhắc đến, thì tên của Gia-bê được nhắc đến một cách tôn trọng. Câu hỏi là điều gì làm cho Gia-bê nổi bật như vậy? Điều gì làm cho ông hơn trung bình? Điều gì làm cho ông được tôn trọng hơn những người cùng thời với ông, luôn cả các anh em của ông? Chúng ta nghe lại mấy câu kinh thánh này. Sự ký thứ nhất, chương 4, câu 9 cho đến câu số 10. Gia-bê được tôn trọng hơn anh em mình. Ngay ở giữa, người này lấy vợ rồi sanh ra người kia. Ở giữa 600 tên ở trong 5 chương kinh thánh này. Thì Gia-bê không chỉ được nhắc đến đơn giản là ai sanh ra ông rồi ông sanh ra ai. Nhưng mà kinh thánh cho chúng ta thấy ở tại đây, Đức Thánh Linh đã soi sáng để người viết sử ký thứ nhất này dừng lại đủ để cho chúng ta thấy về một con người xuất chúng, trỗi cao hơn các anh em của mình, được tôn trọng hơn các anh em của mình, giữa cái khung cảnh mà chúng ta thấy được nhắc đến những con người trong các chi phái mà họ đã được chia đất, chia phần khi tuyển dân của Chúa vào lấy vùng đất hứa. Gia-bê được nhắc đến ở trong phần kinh thánh này. Gia-bê được tôn trọng hơn anh em mình. Mẹ người đặt tên là Gia-bê vì nói rằng ta sanh nó trong sự đau đớn. Gia-bê khẩn nguyện với Đức Chúa Trời của Israel rằng chớ chi Chúa ban phước cho tôi, mở bờ cõi tôi rộng lớn. Nguyện tay Chúa phù giúp tôi, giữ tôi được khỏi sự dữ, hầu cho tôi chẳng buồn rầu. Đức Chúa Trời bèn ban cho y như sự người cầu nguyện. Anh chị em yêu dấu, khi chúng ta nghiên cứu lời cầu nguyện này, chúng ta thấy có nhất là 4 lời cầu xin khiến cho Đức Chúa Trời Ngài chú ý đến. Mục tiêu của chúng ta hôm nay là để chúng ta giúp đỡ nhau gây dựng lòng nhiệt thành của chúng ta trong sự cầu nguyện. Thứ nhất, chúng ta thấy ông cầu xin Chúa ban phước, nói đến sự chu cấp của Chúa. Chúa ban phước để chúng ta làm nguồn phước. Chớ chi Chúa ban phước cho tôi. Ông muốn nói rằng mọi việc con có đều đến từ Ngài. Nhưng mà con muốn lên cao hơn, xin Chúa Ngài làm ơn trên con. Con không chấp nhận, không an phận, nhưng mà con muốn tấn tới, con muốn lên cao, xin Chúa ban phước cho con. Thứ hai, chúng ta thấy ông xin Chúa ban cho ông quyền năng để ông có thể mở rộng bờ cõi của ông. Mở rộng bờ cõi tôi rộng lớn. Ông xin Chúa cho mình nhiều hơn. Ông muốn nói với Chúa rằng con muốn tiến xa hơn, đến chỗ chưa bao giờ con đến. Xin Chúa Ngài mở rộng tầm ảnh hưởng của con, khiến cho cuộc đời của con lan rộng. Cảm ơn Chúa, đây một thái độ mà Đức Chúa Trời rất là vừa lòng. Làm sao chúng ta biết? Vì Đức Chúa Trời Ngài lập tức Ngài bèn ban cho Gia-bê đúng như y như những điều ông cầu xin. Cảm ơn Chúa. Anh chị em, xin Chúa cho để bài học hôm nay như nhà thiên nhiên học nghe tin về một con đại bàng đã sống như một con gà. Ông với sự hiểu biết của mình, ông nói rằng không thể chấp nhận được, không thể được. Vì con đại bàng khi nó được sanh ra, nó có trái tim của con đại bàng và nó có cái bản chất của con đại bàng. Không gì có thể thay đổi được. Có thể môi trường ảnh hưởng và nó chưa biết thì nó sinh hoạt như những con gà khác. Nhưng mà khi có người biết chuyện, nhắc cho nó, đánh thức cái bản chất của con đại bàng ở trong nó, thì nó sẽ bước vào ở trong thiên mệnh, bước vào ở trong ý định mà Đức Chúa Trời đã dựng lên nó. Anh xem hoàn cảnh, những điều chúng ta đối diện trong cuộc sống, luôn cả những người lân cận của chúng ta, có cái chiều hướng ảnh hưởng uốn nắn chúng ta để chúng ta giống như họ. Và dĩ nhiên là phía sau có một bàn tay của kẻ thù chung của chúng ta là Satan. Nó không bao giờ muốn chúng ta biết rõ mình là ai ở trong Chúa. Và chương trình phước hạnh mà Chúa Ngài định cho, nó không muốn. Cho nên ngay giây phút đầu tiên chúng ta thấy nó đã lấy hình của con rắn đến để cám dỗ Adam và Eva. Nó nói chuyện với Eva để kéo họ ra khỏi cái quỹ đạo của sự ban phước của Đức Chúa Trời. Vi phạm luật của Chúa. Và cái tội đầu tiên mà chúng ta thấy đã xảy ra là tội không vâng lời theo như Chúa Ngài đã truyền lệnh. Và cuối cùng thì chúng ta thấy rằng họ đã đánh mất những phước hạnh. Mà lời của Chúa xác nhận cho chúng ta điều đó. Vì mọi người đều đã phạm tội. Là con cháu của Adam, mọi người đều đã phạm tội, hụt mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nhưng cảm ơn Chúa, Chúa không để chúng ta trong cái hoàn cảnh như vậy. Ngài muốn ban cho chúng ta một cuộc sống lớn hơn là chúng ta đang kinh nghiệm. Giờ về tại đây ông xin Chúa, Ngài mở cho bờ cõi của tôi rộng lớn.
Ông muốn cuộc đời của ông có một ảnh hưởng lớn hơn. Ông muốn cuộc đời của ông tiến xa hơn, cuộc đời của ông lan rộng hơn. Đó là điều mà ông đã cầu xin. Ông xin Chúa mở rộng tầm ảnh hưởng của ông. Xin mở bờ cõi tôi rộng lớn. Cảm ơn Chúa. Tôi cầu nguyện Chúa ngày sẽ đặt để điều này trong anh chị em, để anh chị em dám xin những điều lớn hơn. Nhìn thấy cuộc đời của mình có một cái tiềm năng rất lớn. Và Đức Chúa Trời, Ngài có thể giúp đỡ để chúng ta khai phóng tiềm năng đó. Và chúng ta bày tỏ ra chương trình kế hoạch trọn vẹn của Đức Chúa Trời cho đời sống của chúng ta. Xin khiến cho con được lan rộng. Bờ cõi của con, ranh giới của cuộc đời của con, xin Chúa nói rộng nó ra. Cảm ơn Chúa. Rất tiếc đây là lời cầu nguyện mà chúng ta thấy nhiều người sợ không dám cầu nguyện. Xin Chúa cho chúng ta để hết thảy chúng ta sẽ là những người chúng ta dám xin. Vì chúng ta không chấp nhận cái lối sống trung bình nữa, mà chúng ta muốn trỗi cao ở trong ơn của Chúa. Thứ ba, chúng ta thấy ông cầu xin Chúa bày tỏ sự hiện diện ở cùng của Chúa. Nguyện tai Chúa phù giúp tôi. Hay là xin tai của Chúa. Khi nói đến cánh tai của Chúa thì chúng ta thấy đây nói đến hình ảnh, hình bóng của quyền năng của Chúa. Cánh tay mạnh sức của Chúa, cánh tay quyền năng của Ngài. Xin tay Chúa phù giúp tôi. Xin tay Chúa phù hộ, giúp đỡ cho tôi. Xin cánh tay quyền năng của Chúa đỡ nâng con, yểm trợ con, hành động trên đời sống của con, ở cùng con. Chúng ta cần học nhận biết và nương cậy vào cánh tay quyền năng của Chúa. Vì chính trong sự yểm trợ của Chúa bởi cánh tay quyền năng của Ngài mà chúng ta sẽ được tấn tới ở trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên hãy xin như Gia-bê đã xin, nguyện tay Chúa phù giúp tôi. Và thứ tư, chúng ta thấy ông cầu xin Chúa bảo vệ. Xin giữ tôi được khỏi sự dữ. Anh chị em, đây là một sự thật mà chúng ta cần nhớ. Đó là càng được Chúa ban phước và sử dụng thì chúng ta sẽ đối diện với ma quỷ càng tấn công chúng ta để làm ngưng công việc mà chúng ta đã được Chúa ngài định cho chúng ta làm. Điều này đòi hỏi một cái sự chiến tranh mà Kinh Thánh gọi là chiến trận thuộc linh. Vì chúng ta có một kẻ thù không muốn chúng ta thành công, không muốn chúng ta lên cao, không muốn cuộc đời của chúng ta được nở rộng. Cho nên Gia-bê, tại đây ông hiểu điều đó, cho nên ông xin giữ tôi khỏi sự dữ. Đức Chúa Giê-xu cũng dạy chúng ta trong lời cầu nguyện Chúa dạy: xin giữ chúng con khỏi kẻ ác hay là điều ác. Vì chúng ta biết rằng kẻ thù không bao giờ muốn chúng ta thành công, nó sẽ tấn công. Đó lý do tại sao chúng ta phải cầu nguyện, cầu xin Chúa ngài bảo vệ, ngài dẫn dắt chúng ta là như vậy. Hầu cho con chẳng buồn rầu. Ở trong nguyên tác và bản tiếng Anh thì hầu cho con không làm cớ buồn rầu. Cuộc đời của con không muốn là đi đâu thì thể hiện con người xác thịt của con đến đó. Nhưng con muốn thể hiện ra và phản ảnh sự vinh quang của Chúa trong cuộc đời của con. Để con đi đâu làm gì, danh Chúa được cải sáng, công việc của Chúa được bày tỏ ra, nước của Chúa được đến, ý của Chúa được nên trong cuộc đời của con. Xin Chúa ban ơn để chúng ta nhận biết. Và chúng ta xin sự bảo vệ của Chúa và xin Chúa ngài thay đổi con người của chúng ta. Chúng ta nhớ Gia-bê được mẹ đặt tên như vậy vì bà nói, mẹ người đặt tên là Gia-bê vì nói rằng ta sanh nó trong sự đau đớn. Và đó là cái bắt đầu của cuộc đời của ông. Có thể ông là người sanh khó. Ông gây sự đau đớn cho mẹ của ông trong lúc sanh nở ông. Đến độ bà đặt tên cho ông là Gia-bê, có nghĩa là ta đã sanh nó trong sự đau đớn. Đó là bắt đầu. Nhưng mà chúng ta thấy tại đây Gia-bê cũng giống như những ai muốn vươn lên trong Chúa. Ông không chấp nhận điều đó. Ông không muốn quá khứ của mình, luôn cả những điều mình không có sự lựa chọn, giữ mình ở trong tình trạng đó. Nhưng mà muốn lên cao hơn. Ông muốn đời sống của ông, thay vì đem cái sự buồn rầu làm cớ buồn rầu, thì cuộc đời của ông sẽ là nguồn phước cho những người lân cận. Chúng ta đọc suốt Kinh Thánh chúng ta thấy điều đó. Chúa muốn ban phước cho chúng ta để chúng ta làm nguồn phước. Chúa muốn nhân bội cuộc đời của chúng ta lên để cuộc đời của chúng ta ảnh hưởng một cách lan rộng ra. Đó là ý định của Đức Chúa Trời, cũng là cha của chúng ta. Cho nên khi Gia-bê xin điều này, Chúa rất hài lòng. Mình xin Chúa ngài ban ơn để chúng ta cũng sẽ như Gia-bê. Chúng ta dám xin những điều này. Xin Chúa ban phước, xin Chúa ban quyền năng, xin Chúa bày tỏ sự hiện diện của ngài và xin Chúa ngài bảo vệ, ngài biến đổi để đời sống của chúng ta
tràn đầy phước hạnh và làm nguồn phước cho những người lân cận của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Một khi chúng ta có bốn yếu tố này thì chúng ta không thể nào ở trong tình trạng là người trung bình nữa, mà sẽ là trỗi cao. Mình xin Chúa nghe ban ơn để chúng ta có bốn yếu tố này trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà anh chị em, chúng ta không cần phải tranh đấu cho điều này. Vì ý định của Cha của chúng ta trên trời, Ngài rất muốn ban cho chúng ta những điều này. Nếu là chúng ta biết để chúng ta xin. Như con đại bàng đã được sanh ra là giống đại bàng. Nó sanh ra với trái tim của một con đại bàng. Nó sanh ra với bản chất của con đại bàng. Mặc dù nó lớn lên trong một môi trường chung quanh những con nhìn cũng giống giống như nó, nhưng mà nó là một con khác biệt. Những con gà nó có thể nó vỗ cánh và nó bay được một khoảng ngắn, nhưng mà con chim đại bàng vì bản chất của nó thì nó không cần phải vỗ cánh nữa, nhưng mà trong bản chất của nó có thể lướt gió. Cảm ơn Chúa. Bản chất của chúng ta khi được Chúa Ngài phục hồi cũng giống như vậy. Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta sẽ lướt trên gió của Chúa Thánh Linh. Ngài nâng cánh của chúng ta lên và chúng ta sẽ đi xa và chúng ta sẽ làm những công việc lớn, được lan rộng ra trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Điều thứ hai mà tôi mời anh chị em cùng suy nghĩ, đó là chúng ta cầu xin một cách bạo dạn, xin những chuyện lớn, xin những chuyện vĩ đại. Nếu chúng ta muốn đời sống cầu nguyện của chúng ta được kết quả theo như ở trong Tân Ước, thì chúng ta phải nắm bắt là lòng sốt sắng và nhiệt thành của những người đã cầu nguyện ở trong Tân Ước. Chúng ta học cái cách họ cầu nguyện. Cái gương đầu tiên mà chúng ta có thể được nhắc nhở tại đây, đó là tấm gương cầu nguyện của hội thánh đầu tiên. Ở trong Công vụ chương 4 câu 31, khi đã cầu nguyện thì nơi nhóm lại rúng động, ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, giảng đạo Đức Chúa Trời một cách dạn dị. Chúng ta nhớ kẻ thù, những người chống đối đạo của Chúa, những người lãnh đạo của tôn giáo, những con người của tôn giáo, khi thấy sự thành công và kết quả của đời sống của Phi-rơ và Giăng, của hai vị sứ đồ này, họ có thể đứng lên và rao giảng lời của Đức Chúa Trời một cách hết sức là phước hạnh và ý nghĩa, trong khi các thầy tế lễ, những thầy thông giáo là những người đã huấn luyện để làm công việc này, nhưng mà họ giảng thì không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà chúng ta thấy Phi-rơ và Giăng giống như thầy của mình. Một cái điệp ngữ luôn luôn nhắc ở trong chức vụ Đức Chúa Giêsu về sự giảng dạy của Ngài. Ngài dạy như có quyền, chứ không giống như những người khác. Ngài dạy như có quyền. Ngài dạy thì quyền năng thể hiện. Ngài dạy thì việc xảy ra. Ngài cầu nguyện thì có chuyện xảy ra. Cảm ơn Chúa. Cho nên khi những lãnh đạo của Do Thái giáo, họ ganh tị và họ không muốn đạo của Chúa được mở rộng, họ đã bắt hai sứ đồ, rồi họ răn đe, cấm không cho lấy danh Chúa để giảng dạy và hành động. Hai vị sứ đồ khi được thả ra, họ trở về và báo cho hội thánh. Thì hội thánh đã chọn cái thái độ sẽ lên chốn cao hơn. Người ta cấm thì xin Chúa Ngài ban ơn để mình được ơn để làm những việc mà họ cấm và làm lớn hơn, mạnh mẽ hơn nữa. Và khi họ cầu nguyện thì Chúa Ngài vừa lòng. Kinh Thánh ghi lại chúng ta nơi nhóm lại rúng động, ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh và giảng đạo Đức Chúa Trời một cách dạn dị. Bây giờ chúng ta xem cái sự cầu nguyện bạo dạn của hội thánh cũng như những người thánh của Chúa. Thứ nhất đó là chúng ta cầu nguyện một cách hiệp nhất. Ở trong Công vụ chương 4 câu 24, mọi người nghe đoạn thì một lòng cất tiếng lên cầu Đức Chúa Trời rằng: Lạy Chúa là đấng dựng nên trời đất biển cùng muôn vật ở trong đó. Họ đã một lòng cất tiếng lên cầu xin Đức Chúa Trời. Đây không phải là loại cầu nguyện đại diện. Đó là lý do tại sao hội thánh của chúng ta, tôi khuyến khích anh chị em là chúng ta đừng thỏa lòng nhờ ai đó đại diện chúng ta cầu nguyện. Vì mỗi một chúng ta phải lên chốn cao hơn, chúng ta phải là những người mở miệng ra, chúng ta xin như Gia-bê đã xin. Chúng ta để ý đến, ông nói đến chữ tôi ở trong lời cầu nguyện, nói đến một đơn vị, một cá nhân, đến cầu ơn của Chúa tuôn đổ trên đời sống của mình, giúp đỡ, phù hộ, ảnh hưởng, tuôn đổ quyền năng của Ngài để Gia-bê có thể được trỗi cao, được tôn trọng hơn các anh em của mình. Ông đã làm công việc đó. Cho nên khi chúng ta cầu nguyện, tôi khuyến khích anh chị em cầu nguyện như hội thánh Nam Hàn đó. Tất cả mọi người cùng đứng lên và cầu nguyện ở trước mặt Chúa. Xin Chúa Ngài hành động, xin Chúa Ngài làm việc. Phải có cái giá trị của việc đôi người hiệp ý cầu xin bất cứ điều chi Cha ban cho. Nhưng mà điều đó không thể thay thế được cho sự cầu nguyện của mỗi cá nhân của chúng ta. Nếu chúng ta suốt tuần không cầu nguyện, chỉ chờ cho đến cái buổi cầu nguyện của hội thánh chúng ta mới cầu nguyện, thì là một cái sự thiếu sót lớn. Hội thánh của Chúa được phục hưng vì những cá nhân được phục hưng,
những đơn vị nhỏ của hội thánh, những gia đình được phục hưng. Rồi chúng ta hợp lại với nhau như những đốm lửa được Chúa ngài đốt lên, và chúng ta bởi thánh linh của Chúa đùa những cái ngọn lửa này nhóm chung lại với nhau, thì nó sẽ cháy bùng ra một trận cháy lớn. Đó là điều mà Chúa ngài muốn tìm thấy. Cho nên anh chị em, hội thánh đầu tiên đã giúp đỡ cho chúng ta một cái gương hết sức là quan trọng ở tại đây. Họ cầu nguyện một cách hiệp nhất, nhưng họ cũng cầu nguyện lớn tiếng thành lời. Ở đây chúng ta thấy rằng mọi người nghe đoạn thì một lòng cất tiếng lên cầu xin Đức Chúa Trời. Quan trọng ở tại đây là tấm lòng cùng một mục tiêu mà họ cầu nguyện. Nhưng mà mọi người đều cầu nguyện cùng một lúc. Cảm ơn Chúa. Thứ hai, chúng ta thấy họ cầu nguyện một cách giản dị. Satan rất thích tín đồ cầu nguyện lời cầu nguyện êm dịu nhỏ nhẹ. Tôi nhớ có một mục sư phụ tá đến từ một nước khác. Ông nói rằng khi tôi bắt đầu cầu nguyện và hướng dẫn cầu nguyện ở giữa công chúng thì lời cầu nguyện tuôn đổ và mạnh mẽ như vậy, ông không học được. Ông nói rằng ông xin tôi giúp đỡ để kích lệ và giúp đỡ để ông có thể cầu nguyện như vậy. Anh chị em xin Chúa ngài cho để chúng ta sẽ học theo như hội thánh đầu tiên, chúng ta cầu nguyện một cách mạnh mẽ, cầu nguyện một cách giản dị trong ơn của Chúa. Hội thánh Tân Ước cầu nguyện thì nhà và đất rúng động. Cảm ơn Chúa bởi quyền năng của Chúa cũng như là bởi tiếng cầu nguyện của họ. Như tôi chia sẻ với anh chị em, một trong những cái phước hạnh trong đời là khi tôi được đứng ở giữa một buổi cầu nguyện có hơn 100.000 người cầu nguyện cùng mạnh mẽ lớn tiếng cầu nguyện. Cảm ơn Chúa. Tôi đứng ở trên những cái bậc cấp ở trong sân vận động đó, có sức chứa 100.000 người. Rồi ở dưới sân cỏ thì cũng có rất là nhiều người. Thầy nói một buổi nhóm hơn 100.000 người cùng nhau cầu nguyện thì đúng là đất nó rúng động lên chứ. Cảm ơn Chúa. Chúng tôi cũng có dịp để tham dự những buổi cầu nguyện của hội thánh của Chúa giữa dòng những người Phi Châu. Họ cầu nguyện thì chúng ta thấy như là nền đất rúng động rào rạc mạnh mẽ ở trong sự cầu nguyện, chứ không có ngồi đó và chờ những người khác đại diện mình để cầu nguyện. Họ xin và Chúa nghe đáp lời, đất rúng động. Các sứ đồ bị ngâm dọa không cho được lấy danh Chúa Giêsu mà giảng dạy, thì hội thánh không cầu toàn cầu tài nhưng cầu xin Chúa ban cho các đệ tớ của ngài rao giảng đạo của ngài một cách giản dị. Cảm ơn Chúa. Câu 29-30 đó, này xin Chúa xem xét sự họ ngâm dọa và ban cho các đệ tớ của ngài rao giảng đạo của ngài một cách giản dị. Tại sao? Vì người ta cấm không cho giảng, thì họ cầu xin Chúa ngài ban cho để họ có thể giảng một cách giản dị. Giơ tay của ngài ra, lấy danh của đầy tớ thánh của ngài là Đức Chúa Giêsu. Họ cấm không cho lấy danh Đức Chúa Giêsu cầu nguyện hay là hành động hay là làm việc. Thì ở tại đây hội thánh đã xin một cách giản dị, xin Chúa ngài hành động, giơ tay của ngài ra để nhờ danh của đầy thánh, đầy tớ thánh của ngài là Đức Chúa Giêsu Christ mà làm những phép chữa lành bệnh, phép lạ và dấu kỳ. Chúa đẹp lòng, cảm ơn Chúa. Và Chúa ngài đã đáp lời họ. Họ cầu xin Chúa giơ tay của ngài ra một lần nữa. Gia bê xin tay Chúa ở cùng phù hộ. Hội thánh đầu tiên xin Chúa ngài giơ tay của ngài ra, cầu xin qua danh Đức Chúa Giêsu để phép chữa lành bệnh tật, phép lạ dấu kỳ sẽ xảy ra. Và Chúa ngài đẹp lòng và làm cho nơi nhóm lại rúng động. Và cái kết quả là ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh với lòng giản dị giảng đạo của Chúa mà không còn biết sợ nữa. Vì chúng ta để ý đến kể từ công vụ chương 4 trở đi thì hội thánh của Chúa mặc lấy một mức độ quyền năng lớn hơn. Để rồi chúng ta thấy đi đến đâu lan rộng đến đó. Cảm ơn Chúa. Khi hội thánh của Chúa gặp bắt bớ, chấp sự Philip khi đến thành Samari cũng đã làm cho cả thành được vui mừng vì dấu kỳ phép lạ xảy ra ở trong đời sống của ông, chức vụ của ông, khiến cho quỷ nó cũng phải ra khỏi những người nó ám. Thuật sĩ Simon bỏ nghề của mình, đốt sách của mình và theo Chúa. Cảm ơn Chúa vì cái kết quả thật là phước hạnh đó. Chính vì sự giản dị này mà chúng ta thấy rằng hội thánh đã kết quả. Chúng ta cũng rất cần sự giản dị này. Vì thông thường chúng ta sợ ý kiến của người khác, chúng ta sợ điều này điều kia, sợ mình không đủ khả năng để trình bày, để nói. Nhưng mà xin Chúa cho để chúng ta được đồng đầy và giản dị. Khi thấy bao nhiêu thứ bệnh mà được mang đến và nhờ chúng ta phục vụ, Chúa không cho chúng ta giản dị, chúng ta nói rằng tôi sẽ cầu nguyện cho việc này. Và chúng ta tấn tới chúng ta cầu nguyện. Cảm ơn Chúa. Như tôi chia sẻ tối hôm qua, Chủ nhật vừa rồi trong buổi nhóm, sau buổi nhóm, chúng ta ở lại và phục vụ những người có nhu cầu. Thì có một người cho biết là mình bị điếc tai.
cần được sự phục hồi từ nơi Chúa. Cảm ơn Chúa, chúng tôi nhân danh Chúa và công bố để sức nghe, thính giác được phục hồi. Cảm ơn Chúa, sau khi cầu nguyện xong, chúng tôi nói không phủi tay và nói rằng thôi như vậy rồi, ý Chúa được nên. Không, chúng tôi hỏi và kiểm chứng lại bằng cách tôi nói bây giờ chị che cái phần lỗ tai nào mà mình trước đây có thể còn nghe được, che nó lại để thử xem cái tai mà bị điếc, bị lãng đó, Chúa làm gì khi chúng ta cầu nguyện. Và cảm ơn Chúa, tôi bước lùi lại 2 bước. Tôi hỏi chị có nghe tôi không? Chị trả lời thưa có. Tôi lùi thêm 1 bước nữa, tôi hỏi chị còn nghe tôi không? Đấy, mà nghe. Tôi lùi lại thêm 2 bước nữa và tôi nói bây giờ chị nghe tôi đọc những con số và xin đưa những ngón tay lên để đáp ứng lại và cho biết chị nghe rõ như thế nào. Cảm ơn Chúa. Chị vui mừng trong nước mắt vì đã nghe được một cách rất là rõ ràng. Chúng tôi cũng tràn đầy sự vui mừng vì Chúa nghe cho để có thể phục vụ trong mức độ đó trở lại sau những ngày của dịch lệ. Chúng ta không thể đến gần một người để có thể cầu nguyện. Và bây giờ đã trở lại như xưa. Và chúng ta có cơ hội phục vụ thì thấy những việc Chúa làm thật là rõ ràng và nhanh chóng như vậy trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Và xin Chúa nghe ban ơn để chúng ta sẽ được dạng dĩ bởi vì Đức Thánh Linh đầy dẫy trên chúng ta. Gia Cơ chương 5 câu 16 đến 18 ghi lại chúng ta vậy. Hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau. Hầu cho anh em được lành bệnh, người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều. Eli vốn là người yếu đuối như chúng ta, người cầu nguyện cố xin cho đừng mưa thì không mưa xuống đất trong 3 năm rưỡi. Đoạn người cầu nguyện lại, trời bèn mưa và đất xanh sẵn ra hoa màu. Chúng ta để ý là đây, tiên tri Eli cầu nguyện. Và Gia Cơ dùng cụm từ đó là ông cố xin. Cảm ơn Chúa. Nói đến một cái sự tấn lên. Ông kiên trì, ông cầu nguyện, ông cố xin. Cảm ơn Chúa. Chúa nghe lời cầu nguyện của ông. Đến mức độ chúng ta thấy rằng không có mưa xuống ở trong đất trong 3 năm rưỡi. Chúng ta biết rằng Chúa Ngài đã định về thời tiết vân vân. Thì mưa thì nó theo mùa ở trong năm. Mà chúng ta thấy ở đây, khi tiên tri Eli cầu nguyện, thì trời không mưa xuống trong 3 năm rưỡi. Một sự đáp lời hết sức là lạ lùng. Mà Chúa Ngài đáp ứng lại theo lời cầu nguyện của tiên tri Eli. Xin Chúa Ngài ban ơn để chúng ta hiệp lòng vân phục Chúa. Cùng một lúc chúng ta tấn tới ở trong ơn của Chúa, trong quyền năng của Ngài, để chúng ta có thể thấy được những việc lớn lao xảy ra. Thứ ba, chúng ta cầu nguyện có tính cách chiến công. Gia Cơ chương 4 câu 7 câu 8: vậy hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em. Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội hãy lao tay mình đi, có ai hai lòng hãy làm sạch lòng đi. Ở đây cho chúng ta thấy cái lực chống đối của ma quỷ, cái sự có mặt của ma quỷ. Thì giải pháp chúng ta thấy tại đây, Chúa bảo chúng ta đó là Ngài đứng ở bên cạnh chúng ta, sẵn sàng để yểm trợ chúng ta khi chúng ta vâng phục Ngài. Có nghĩa là chúng ta làm theo lời Chúa dạy, chúng ta vâng phục Đức Chúa Trời, rồi chúng ta chống trả ma quỷ, chúng ta đi tới đây thì nó sẽ lánh xa anh em. Cảm ơn Chúa. Ma quỷ nó lánh xa cái người phục Đức Chúa Trời và chống trả nó. Điều này cũng có nghĩa là những người khác không phục Đức Chúa Trời và không chống trả ma quỷ thì nó sẽ ở gần người đó. Phục Đức Chúa Trời, chống trả ma quỷ thì cái kết quả là chính các anh em mà phục Đức Chúa Trời và chống trả ma quỷ đó sẽ thấy có kết quả, đó là quỷ nó sẽ lánh xa họ. Cho nên chúng ta hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần chúng ta. Những điều làm cho Chúa không thể bày tỏ quyền năng của Ngài để đáp lời cầu nguyện của chúng ta đó là vì tội lỗi làm ngăn cách giữa chúng ta với Chúa. Thì lời của Chúa bảo hỡi kẻ có tội hãy lao tài của mình. Nói đến một sự ăn năn, nói đến cái hình ảnh ở đây có cái sự rửa xảy ra. Lao tài của mình, có ai hai lòng. Lòng của chúng ta nó không nhất quán. Lòng của chúng ta lúc này lúc khác. Ai hai lòng thì hãy làm sạch lòng của mình đi, để chúng ta có thể sống tấm lòng của chúng ta mật thiết với Chúa, tấm lòng của chúng ta liên lạc với Chúa. Chúng ta sẽ thấy kết quả trong đời sống của chúng ta. Thứ tư là chúng ta cần cầu nguyện với đức tin. Hebrew chương 11 câu 6: và không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở chỗ đẹp ý Ngài.
Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Anh chị em có thấy không? Chúa là đấng hay thưởng. Thưởng cho ai? Thưởng cho những người tìm kiếm Ngài. Có một sự ban thưởng. Mà Đức Chúa Trời chúng ta hình dung Ngài có những phần thưởng Ngài để kế bên cạnh Ngài đó. Ai đến với Chúa trong đức tin, tìm kiếm Ngài, thì Chúa Ngài ban thưởng cho, Ngài đáp lời, Ngài ban thưởng cho những người tìm kiếm Ngài. Và cái kết quả là chúng ta thấy những gì chúng ta xin, Chúa đáp lời. Giao-bê xin thì Đức Chúa Trời bèn, Đức Chúa Trời lập tức, Đức Chúa Trời nhanh chóng làm y theo những điều ông cầu xin. Tiên tri Eli cố nài xin và Chúa Ngài nghe lời, và trong 3 năm rưỡi Đức Chúa Trời đóng bầu trời lại, khiến cho không có một giọt mưa nào đổ xuống. Rồi ông lại cầu nguyện và Chúa Ngài lại cho đất lại kinh nghiệm được mưa đổ xuống và sanh ra hoa màu. Cảm ơn Chúa. Nguyện xin Chúa Ngài ban ơn để chúng ta sẽ tấn tới ở trong ơn của Chúa. Chúng ta lên chốn cao hơn ở trong ơn của Chúa. Học theo gương của Giabê, học theo gương của Hội Thánh đầu tiên, học theo gương của tiên tri Eli và tấn tới ở trong ơn của Chúa. Như trong câu chuyện ngụ ngôn, xin Chúa Ngài ban phước để bài học hôm nay như là nhà thiên nhiên học đó. Vì ông có một sự hiểu biết về bản chất của một con đại bàng. Khi ông nghe nó đang sinh hoạt và sống như một loại khác, như một con gà, thì ông đã không để cho việc đó nó trải qua, uổng đi cuộc đời của một con chim đại bàng. Ông đã đến giúp đỡ và phục hồi nó. Tôi tin rằng Chúa Ngài cũng rất muốn chúng ta được phục hồi, biết mình là ai, sống đúng theo bản chất mà Đức Chúa Trời đã định cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Anh chị em, Chúa định cho chúng ta như con chim đại bàng. Một trong những cái điều đặc biệt về con chim đại bàng này, nó là một trong những cái loại chim có thể nhìn thẳng vào ánh sáng mặt trời, nó đem lại cho nó một cái sức mạnh. Khi chúng ta chăm nhìn vào Chúa, vinh quang của Ngài sẽ chiếu sáng trên chúng ta, sẽ đem lại cho chúng ta quyền năng, đem lại sự phục hồi để chúng ta sống đúng theo thiên mệnh mà Chúa Ngài đã định. Con xin Chúa Ngài ban phước để anh chị em sẽ không còn là những con gà sống giống như những con gà khác ở trong chuồng, ở trong xã hội, trong thế giới này. Con xin Chúa cho chúng ta sống đúng với thiên mệnh mà Chúa đã định cho chúng ta. Xin Chúa cho những con chim đại bàng được động viên, được khích lệ, được khám phá mình là ai ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Thế bây giờ tại sao sứ đồ Phaolô ông ngày và đêm cầu nguyện cho anh em tại thành phố Ephesus? Và ông xin Thánh Linh của Chúa, thần của sự khôn ngoan và sự tỏ ra, khiến cho họ có thể nhận biết Chúa, nhận biết được phần gia tài, nhận được cái sự vĩ đại lớn lao của tiếng gọi của Chúa cho cuộc đời của chúng ta. Tôi xin Chúa Ngài ban ơn để chúng ta sẽ lên cao. Anh chị em có muốn được làm điều đó không? Xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta sẽ cùng nhau khích lệ, động viên nhau, đồng hành, tấn lên ở trong ơn của Chúa, hết lòng tìm kiếm Chúa. Vì Chúa Ngài ban thưởng cho những người bởi đức tin đến với Chúa và xin Ngài. Cảm ơn Chúa. Trong khi một số người sẽ tìm cách dập tắt đức tin của chúng ta vì những cái tính lý sai lầm. Họ sẽ nói Chúa làm phép lạ thời xưa. Họ sẽ nói như ngày hôm nay Ngài đã đóng cửa rồi. Đức Chúa Trời mà tôi hầu việc, anh chị em ơi, tôi xin nói và xin xác nhận với anh chị em, Ngài vẫn làm phép lạ. Sao một sự việc mới xảy ra và chúng tôi chứng kiến thường xuyên, Chúa đáp lời cầu nguyện. Cảm ơn Chúa. Ngợi khen Chúa. Ngài vẫn còn làm phép lạ. Đừng để cho những tiếng nói khác, đừng để cho những cái tính lý sai lầm. Mà giống như lời của người nông dân đã nói với nhà thiên nhiên học này. Quên đi. Con chim này đã được huấn luyện để sống như một con gà rồi. Và nó cũng đã quên đi rằng nó là một con đại bàng. Vì môi trường sống đã ảnh hưởng ở trên nó. Nhưng nhà thiên nhiên học này không chấp nhận điều đó. Thì ông biết. Ông biết bản chất thật của con chim đại bàng. Và tiềm năng của nó là lớn lao như thế nào. Cho tôi ghé sang đây để nhắc anh chị em về điều đó. Hỏi những người thánh của Chúa. Chúa bảo chúng ta rằng chúng ta được Chúa Ngài dựng nên trong hình ảnh như những vị thần.
vì thần của Chúa ở trong chúng ta. Đừng chết như một người tầm thường. Mà xin Chúa cho chúng ta, để chúng ta sống một cuộc sống lên cao, một cuộc sống đầy quyền năng, đầy phước hạnh, đầy ảnh hưởng như Chúa đã định cho đời sống của chúng ta. Như muối mặn, như ánh sáng của thế gian, như một cái thành được cất ở trên đồi cao. Không có gì cách mạng đời sống của anh chị em bằng một đời sống cầu nguyện mạnh mẽ. Chúa thay đổi thân thế và cuộc đời của Gia-bê như thế nào, Chúa cũng sẽ làm cho mỗi một chúng ta như vậy. Cho tôi cầu nguyện cho anh chị em ở trong thời gian này. Hết lòng hiệp ý với tôi, chúng ta xin Chúa như Chúa Ngài đã cho ghi chép lại cho chúng ta lời cầu nguyện của Gia-bê. Xin Chúa nghe hành động. Chúng ta đến với Chúa trong thời gian này và chúng ta cầu nguyện. Là cha yêu dấu, con cầu nguyện cho chính mình, cho các anh chị em của chúng con trong lớp học, trong thời gian này, cũng như những người sẽ nghe bài học này trong những giờ sắp đến. Xin Chúa Ngài ban phước cho chúng con. Xin mở bờ cõi con được rộng lớn. Trong con mắt thuộc linh, anh chị em hãy nhìn thấy ranh giới bờ cõi đang được Chúa Ngài mở rộng ở trong con mắt thuộc linh của chúng ta trong thời gian này. Nguyện tay Chúa phù giúp chúng con. Nguyện kính tay quyền năng của Ngài và công việc của Ngài thể hiện một cách lớn lao trong cuộc đời của chúng con. Thánh Linh ơi, xin mang quyền năng của Ngài đến, mặc cho chúng con quyền phép từ trên cao, bởi sự hiện diện của chính mình Ngài, để chúng con được phước, được mặc lấy quyền phép. Chúng con làm nhân chứng, chúng con làm nhân chứng cho Chúa ở tại Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri cho đến khắp cùng trời đất. Ban phước cho đời sống của chúng con. Chúa đặt đây chúng con ở đâu, chúng con sẽ lan tỏa phước hạnh của Ngài, sự hiện diện vinh hiển của Ngài ở đó. Cảm ơn Chúa. Cho giáo con cầu nguyện trong thời gian này. Con xin huyết của Đức Chúa Giê-xu bao phủ gìn giữ các anh chị em của chúng con, những người thân thương của chúng con, tài sản của chúng con, sức khỏe của chúng con, thì giờ của chúng con, tất cả đều được giữ vẹn ở trong sự bảo vệ của Chúa. Xin cứu chúng con khỏi kẻ ác, xin cứu chúng con khỏi những điều ác. Cho con cảm ơn Ngài. Xin ban ơn Chúa giọng mỗi đời sống của chúng con sẽ mặc lấy một sự sống mới trong ơn của Chúa, để chúng con không sống theo quá khứ, không sống theo như môi trường chung quanh của chúng con, chúng con sống trong phước hạnh như Chúa Ngài đã định, để chúng con làm cớ của sự vui mừng thay vì cớ buồn rầu. Những người đau khổ khi gặp chúng con, thì bởi ơn và sự đông đầy của Chúa trong cuộc đời của chúng con, chúng con có thể ảnh hưởng ra, chúng con có thể đem sự chữa lành của Chúa và thể hiện ra trong thân thể của họ. Chúng con có thể đem thẩm quyền của danh của Đức Chúa Giê-xu mà giải cứu những người bị ma quỷ ức hiếp. Chúng con có thể đem phúc lợi của những giọt huyết của Chúa đã đổ ra mà chúng con có thể ứng dụng vào trong đời sống của nhiều người và họ có thể được cứu giúp trong ơn của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Cháu dâu là đấng đã lập tức đáp lời cầu nguyện của Gia-bê. Xin đáp lời cầu nguyện của chúng con trong thời giờ này và khiến cho hết thảy anh chị em chúng con đều sẽ bước lên cao ở trong ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa. Chúng con hiệp lòng hiệp ý và thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Anh chị em hãy lên mức độ cao hơn trong ơn của Chúa. Hẹn gặp lại anh chị em ở trong những buổi học kinh thánh trong những lần tới. Hãy gìn giữ bảo vệ chính mình bằng lời cầu nguyện. Nguyện xin sự bình an Shalom của Chúa không gì thiếu hụt, không gì cãi đổ, bao phủ đời sống của anh chị em. Hẹn gặp lại anh chị em ở trong ơn của Chúa. Shalom. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.